quý vị, thoái hóa khớp gối thường xuất hiện ở người lớn tuổi và những người trẻ chơi thể thao không đúng cách. Do đó, căn bệnh này thường bị nhầm lẫn với đau nhức tuổi già hoặc chấn thương. Vậy làm sao để nhận biết mình đã bị thoái hóa khớp? Trong chuyên mục Sống Vui Khỏe kỳ này, bác sĩ Nguyễn Anh Trung, trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ sẽ chia sẻ cho quý vị dấu hiệu nhận biết bệnh thoái hóa khớp gối. Các cái biểu hiện sớm của bệnh thoái hóa khớp bao gồm là đau khớp, cứng khớp về buổi sáng và đi lại nó có tiếng lạo xạo, lụp cụp ở cái khớp mà mình bị thoái hóa, đặc biệt là khớp gối là cái khớp chịu lực rất là nhiều. Ngoài ra thì các cái biểu hiện ít thấy hơn của thoái hóa khớp bao gồm là biến dạng khớp, các cái viêm khớp, các cái trường hợp sưng, nóng, đỏ, đau ở cái khớp, nó cũng là các biểu hiện của cái thoái hóa khớp mà thường thì xuất hiện ở những giai đoạn muộn hơn. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.